Rồi mình chào cả nhà nhé. Hôm nay nói chung là ngày 2 là 25 năm Tết rồi cả nhà. Thì mình thấy hôm qua là báo nó nói cao tốc xuống là kẹt xe cả nhà ơi. Cao tốc Phan Thiết cũng kẹt xe mà cao tốc Vĩnh Hảo cũng kẹt xe nha cả nhà nhé. Thì hôm nay mình lên mình quay cho cả nhà xem cái mức độ coi cái đường nối xuống cao tốc ở trong Phan Thiết xem là nó có nào đúng không. Đây mình hiện tại đây mình đang đi trên quốc lộ Đà này. Đây bạn thấy bên tay trái của mình thấy không? Xe về rất là nhiều. Đấy, chủ yếu là xe khách với là xe con đấy, xe bốn chỗ, chủ yếu xe hơi xe nhà đi rất là nhiều này. Đấy. Bây giờ xe trên đường Sài Gòn cũng rất là nhiều luôn này. Đấy. Nhưng mà không bằng bằng cái hướng về này nhá. Và bây giờ cả nhà theo chân mình xem là lên đường cao tốc xem nó có nào như này nhá. Và có điện mình quay luôn là xem Lova bên đây đang chuẩn bị mở cái hội chợ gì đấy. Xem mình quay mấy cái tuyến đường 719 với đường 719B xem là vào đã thông đến đâu rồi này nhá. Cả nhà nhớ theo dõi kênh của mình nhá. Đó là nhà thấy không? Lượng xe Sài Gòn đổ về rất là nhiều luôn này, cả nhà thấy không này. Đấy, hiện tại quốc lộ Hà Nam mà đang cũng gần như kẹt cứng luôn nhé. Kẹt thì không kẹt lắm nhưng mà xe nó đông lắm cả nhà. Mở đường lên Sài Gòn rất là thoáng luôn. Đây mình đang ở trên đường từ Phan Thiết lên cả nhà nhé. Trở lên chỗ cái mắc 14 này gọi là cao tốc cái Hàm Cường cả nhà nhé. Đây cả nhà thấy không, là chuẩn bị nối vào cao tốc cả nhà nhé. Cái đường vào cao tốc này, đây. Đây là đường vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cả nhà nhé. Hiện tại cái xe lượng xe đổ về cũng bình thường cả nhà. Nhưng hôm nay mình đã thấy đi quốc lộ Bà Na, bên quốc lộ đây, đằng trước mặt này quốc lộ Bà Na này. Đó, thì lại đông hơn cao tốc này nhá. Tính toán cái lối xuống cao tốc Phan Thiết không có đông rồi cả nhà. Có bằng với nhạo xuống đông hơn. Đây. Đây đường này đường Nova 719 này. Không biết đường này là 719 hay là 719B nhá, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thông này. Đấy, một đường một đoạn nào chặn người ta chặn lại kìa. Rồi bây giờ mời cả nhà mình đi vào cái tốc xe xem mình cũng chỉ dẫn mọi người vào trong tới đầu cao tốc rồi nhá. Rồi mình quay ra tại vì Tết rồi bây giờ mình không thể đi được cả nhà. Đấy, mình lên mình quay mình cập nhật tình hình cho cả nhà thấy rồi nhé. Nói chung cái lượng xe thì mình thấy cũng hơn mọi ngày một chút xíu thôi cả nhà. Đấy. Đây nối này nối lên xuống này không kẹt này là nhé. Đấy rất là bình thường cả nhà thấy không? Nói chung là thế này là mình chắc chắn là không có kẹt xe rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ quay lên chỗ đoạn cái đoạn cầu cao tốc nhá, xong rồi mình quay lại mình quay xem vào mình đường 719B xem là đường vào Lova xem thông có đến đâu rồi nhá. Đây các bạn thấy trước mặt mình là một hướng đi thẳng chạy thẳng ra vào Sài Gòn nhá nhé. Đấy, còn hướng mà check sang bên phải là đi Vĩnh Hảo nha nhà nhé. Đấy, cái nhà nhìn nó kỹ này, đây này mình sẽ quay sát lại gần cả nhà xem. Đó, các bạn chạy thẳng là đi Thành phố Hồ Chí Minh nhá, còn kẹo tay phải là đi Vĩnh Hảo, tức là đi Nha Trang Hà Nội cả nhà nhé. Đấy. Thì cái đây lượng cả nhà thấy cái lượng xe kìa, lượng xe xuống cũng bình thường nha. Đây cái hướng này là hướng mình đang quay thẳng máy là hướng Sài Gòn về này. Đó là xe khách Sài Gòn về nha cái nào nha. Đấy. Đấy, còn hướng này là hướng đi Sài Gòn này thì rất là ít người này thấy không. Đó. Biết là ngày 29-30 gì cái ngày cuối cùng của năm cũ ấy thì ở thành phố đổ về nhiều không, như hiện tại thì mình không có kẹt thấy kẹt nhé. Đấy đấy còn theo bên kia xe vẫn xuống bình thường nhé. Đây mình đang lên cầu vượt này cả nhà thấy không, ở dưới chân cầu vượt là ấy cả nhà nhé, dưới chân cầu vượt là cao tốc ấy. Đây các bạn nhìn này, đó bên tay phải của mình nhận cao tốc là về với nhạo nha, Nha Trang nha, đó. Còn bên đây, đây là hướng Sài Gòn về đây cả nhà thấy không? Đó, đây là hướng Sài Gòn về nha, đó. Rất là đông cả nhà thấy không? Đó.
đây là trên đường mình đi về nha cả nhà nhé. Đó là cái đường hướng mà đi từ Sài Gòn về cả nhà thấy không? Này, xe rất là đông người, đông xe. Đây nhiều bên kia không có xe luôn. Có xe nhưng mà rất ít. Đây, trước mặt mình là xe rất là nhiều này cả nhà thấy không? Đó. Đây là hướng này hướng Sài Gòn về cả nhà nhé. Đấy. Đây chỗ này là về ngay nhưng mà A2 là cách Phan Thiết 6 cây số nha cả nhà nhé. Thì đây thì cách cái, có một con đường này đi vào gọi là Lô Vua. Đường này gọi là 719 hay 719B thì mình cũng không rõ lắm nha. Nhưng mà nó gọi là 719 này nè. Đường này thì nó thông vào Lô Va rồi, bây giờ mình dẫn cả nhà đi xem thế nào cả nhà nhá. Và xem trong Lô Va bữa nay tổ chức cái hội chợ gì đấy. Xem nó làm xong chưa nha. Đây cả nhà thấy không? Đấy. Bắt đầu rẽ này. Đường này là kêu Tiến Thành là 7 km các nhà nhé. Đó. Đấy, bữa nay đường này thông thoáng ok hết rồi các nhà theo. Đó. Rồi let's go rồi mời cả nhà nhé, mời cả nhà vào thăm Lô Va xem có gì mới không nha. Rồi các bạn nhìn kỹ những con cung đường này nha. Mấy bạn trẻ vào đây quay phim là cung đường này đẹp, một trong cung đường mà đẹp gọi là nó ví như một cái tơ đường tơ lụa ấy cả nhà chứ. Đấy các bạn nhìn thấy không, nó thẳng tắp một đường một luôn này. Đấy, đẹp bao đẹp luôn cả nhà thấy không, đấy quá là đẹp luôn cả nhà. Đấy, các bạn để ý kỹ nha, ví dụ như từ đây vào tới thành cả 7 cây số cả nhà thấy không, có thể nhìn tầm nhìn của mình là 10 cây số đúng không? Đấy có gì các bạn nhìn gần như hết đường luôn cả nhà thấy không? Nó thẳng một đường gọi là một đường thẳng băng luôn này cả nhà thấy không? Đấy một những con đường mà đẹp nhất còn là tỉnh Bình Thuận miền Trung luôn cả nhà. Đấy. Nói chung là Bình Thuận rất là nhiều đường đẹp cả nhà thấy không? Đấy chỗ này nó rất là hoang sơ cả nhà thấy không? Đấy như kiểu sa mạc nhưng mà thời tiết rất là đẹp. Thời tiết cả nhà thấy không? Thời tiết có bao nhiêu đâu? Đấy, thời tiết có 30 độ rồi cả nhà. Và đúng ngày đúng 2 giờ chiều rồi. Đấy, cảnh rất đẹp rồi nhà thấy không? Đấy, đây là có một cái vườn hoa này, quá đẹp luôn này. Cái đường cảnh này mà các bạn vào đây quay phim, đóng phim tuyệt vời luôn cả nhà. Bao đẹp luôn cả nhà ơi. Đấy, có cái em gái này đi ngược đường thấy không? Đấy, tự nhiên chạy ngược đường này thấy không? Đấy thì các bạn chạy từ chỗ ngoài đường quốc lộ 1A đi vào trong ngay cái bộ đường Minh Hùng Minh này nhé. Rồi gọi là vào Nova này cả nhà theo đây là mình sẽ quay cái bảng hiệu cho cả nhà coi này. Đấy. Đấy, một hướng đi vào Nova cả nhà nhé. Đấy, một hướng đi thẳng đường DT719 nha cả nhà nhé. Đấy, 719B cả nhà. Đấy. Đấy, từ đây ra cao tốc là 2 đường luôn. Đấy, bên tay phải này rẽ cao tốc đi ra ngoài cũng ra quốc lộ 1A luôn cả nhà. Đấy. Cái đường này hiện tại vẫn chưa thông cái này nhá. Đây lâu rồi không vào, mình thấy vùng Minh này đây quá đẹp luôn cả nhà này. Vùng Minh trồng cây hết này. Đấy. Lâu lắm rồi không vào thấy được, các bạn thấy đẹp không này. Đấy. Mới là trồng hoa đẹp thế này cả nhà thấy không? Đấy. Đấy thì các bạn cua cái vùng Minh này, cua tới trái thì các bạn vào Lô Va nhé. Đấy, các bạn chạy thẳng thì các bạn đi Tiến Thành này, đi Vũng Tàu luôn cái này. Đó. Con đường của nó là cũng đúng con đường tơ lụa luôn cả nhà, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà vào nhá. Đây là cái đường bắt đầu vào dự án này cả nhà nhé. Này, chỗ này thì người ta đang xây dựng này. Bên tay phải cũng đang xây dựng cả nhà nhé. Ở bên tay trái người ta cũng đang xây dựng này cả nhà. Bây giờ mình sẽ vào mình quay xuyên tâm luôn, quay hết khu vực này xem là các bạn đánh giá xem thế nào nha nhà nhé. Nói chung là mình thấy mình đã từng đi Nova tất cả các dự án rồi, nhưng mình riêng mình vào thấy Nova này thì gặp là làm rất là gọn ghẽ, đụt đường thì đẹp, hàng cây cái là trồng là thẳng tắp tập luôn cả nhà. Đây các bạn thấy không, như nước ngoài vậy. Đây các nhà thấy không, đây chỉ là một cái đường nội bộ nhỏ thôi này mà thấy đẹp không này. À, cái này khu này thì chưa xây dựng xong nhé. Rồi bây giờ mình qua cái hàng rào bảo vệ này mà người ta xây xong hết rồi này cả nhà. Đây các bạn thấy không, xuống đây các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn này. Đó. Đấy các bạn thấy ô
ok không? Đấy, nó có giống nơi thoát chỗ thoát hiểm nha cả nhà nhá. Đây. Đấy, từng từng khu vực một một đây cả nhà thấy không? Đấy, rất là đẹp, hàng cây thẳng tắp tắp luôn cả nhà thấy không? Các bạn đi châu Âu rồi các bạn biết này, dài như Pháp luôn này cả nhà thấy không? Đó, đẹp như Pháp luôn. Đặc biệt cái thằng Phan Thiết này nó có hay cái là cái cây bông bông hồng hoa giấy rất là đẹp này. Đấy, hoa giấy nhà thấy không? Trồng trước cửa nhà rất là đẹp này. Đó. Rồi cả nhà để ý kỹ cho mình thấy không? Là tất cả những cái nhà người ta xây đều giống nhau luôn này. Đấy, rất là đẹp luôn cả nhà. Giống nhau nhưng mà khác màu nhá. Tức là người ta tỉa màu. À cả nhà để ý kỹ không? À, cách một nhà này để ý một nhà thấy không? Rất là khác màu này thấy không? Đấy, khu này là cái khu chắc là khu để buôn bán xúc heo gì đây. Đấy, cái nhà thấy mình quay từ từ cái nhà xem này, đẹp như Tây chưa? Nhà thấy lộng lẫy chưa? Đó. Mà đặc biệt nhé, cả nhà biết sao không? Đây đó là view biển này. Đây, trước đây nó là một quả đồi cả nhà. Đó, trước đây là một quả đồi nhé, bây giờ cả nhà nhìn thấy không? Đó, bây giờ xuống này, nhìn xuống biển này thấy không? Này. Đó, thấy đó biển chưa? Đó, dưới là biển đó. Cả nhà thấy không? Nếu đúng thật sự mà chỗ này ở đó mới là đẳng cấp rồi cả nhà thấy không? Nhưng mà hiện tại thì mình cũng không thấy đông người ở lắm cả nhà. Đấy, giờ mình đi thì cũng có người ở nhưng mà ít cả nhà. Đây. Đấy cả nhà nhìn thấy view biển đẹp không? Đấy, chỗ này là chọn quá cái view này, quá đẹp luôn này. Đó, cái đại đẹp này cả nhà. Mình nghĩ giá nhà đấy nó hơi cao, mong rằng chủ đầu tư bớt bớt mà giảm được tí nữa để cho dân người ta đến đây ở đông cho nó vui cả nhà. Chứ là mình thấy chỗ này thì nó là quá đẹp luôn. Đấy, đường phố thì sạch sẽ, cống thoát nước đầy đủ, cây xanh ok luôn. Đấy, cả nhà thấy đẹp không? Nói chung là ở đây là chỗ này là chỗ đang sống rồi, nhưng mình nghĩ chắc là nó giá cao hơn, cao thiệt đấy thôi. Ý là giảm một tí xíu nữa thì ok. Đấy. Đây là trước mặt mình là một cái khách sạn resort Diamond nhé. Đấy. Hình như cái này nó 1.000 phòng rồi cả nhà, rất là đẹp luôn. Và xe hôm nay mình hôm nay 25 Tết mà xe rất là đông luôn cả nhà. Đó, các bạn thấy không, xe ô tô ở rất đông luôn này. Khách sạn này thì ôm view biển quá đẹp luôn. Đây mình sẽ quay cận cảnh cái khách sạn cho cả nhà xem này. Đây là cái nhà thấy xe không này. Đấy, xe cái lượng xe hơi này là các bạn biết là đúng không? Đó. Mà nay là 28 Tết này nhá. Đây khách sạn này là mình quay sát cho cả nhà xem nhé. Đây. Đó. Khách sạn thì von von gì đây, rất là đẹp luôn cả nhà. Như cái thằng khách sạn này thì mình thấy nó có cái điểm nhấn là cái chiếc thuyền nhé. Đấy, thuyền Titanic đằng trước này. Titanic nhá cả nhà. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, cả nhà thì nhìn thấy chiếc thuyền chưa? Đấy, Titanic này đó. Thấy cột buồm không? Mình quay không được rõ lắm đúng không? Nói chung là mình thấy khung cảnh như đây rất là ok cả nhà nhé. Còn đây mình quay là quay thực tế, quay từ đầu dự án đến cuối dự án luôn. Và cũng không lấy tiền bất cứ quảng cáo qua hay cả nhà nhé. Đấy, là mình quay công tâm luôn. Đấy, thôi bây giờ mình vào quay chính xác cái chỗ hội chợ mới là người ta làm chỗ nào. Hôm qua mình nghe thông tin là đang làm hội chợ ở đây. Thì bây giờ mình vào mình quay cho cả nhà xem cái hội chợ nhé. Đấy, đây là mặt trước của cái thằng khách sạn này cả nhà. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thấy đáng đồng tiền mà gạo không? Đó. Chợ ở đâu, bên đâu thì chỗ này này, khả năng là tổ chức sự kiện gì lớn lắm này.
tại Gia Lai Sa Đéc này rất là nhiều luôn, công việc có còn ngổn ngang nữa cả nhà. Đấy. Chỗ này mình nghĩ cũng đáng đến ở đây cả nhà. Thấy mặt sau này cũng đang dựng nán này, không biết là làm cái chuyện nán hỗ trợ gì, chắc mình nghĩ là hoành tráng to lắm. Thế các bạn trẻ có đến đây là chắc vui lắm rồi cả nhà. Chắc trong đây người ta cũng làm cái sự kiện gì này nè. Để mình quay cận cảnh cho cả nhà xem nhé. À, đây khu này là khu như công viên nước hay gì đấy cả nhà, đấy thế cũng hoành tráng lắm. Nhưng mình thấy cái đồi cỏ cái này rất là đẹp nhá, mình nên mình quay xem cả nhà xem nó có cái gì nhé. Đây, bên này đồi cỏ này nè. Kinh ông làm nguyên đi qua đồi này. Đấy, trồng cỏ là đẹp không? Vip 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 luôn này. Đó, bên này là công viên nước ở nhà thấy không? Đó. Đây là mình đang chạy lên đồi cả nhà nhé. Đây, như khu này là công viên nước ấy, cả nhà thấy không? Quá đẹp luôn này, thấy không? Đây là cả nhà thấy không? Đây, đây toàn bộ là công viên nước hết rồi, cả nhà thấy không? Ui, quá đẹp luôn này. Đấy, vào đây mới biết là đẹp đấy cả nhà. Này, lung linh không này. Đấy, quá đẹp luôn này, cả nhà thấy không? Hồ bơi thiên lộ thiên thôi nhà thấy không? Mình nghĩ chỗ này chắc nó phải rơi vào tầm cỡ 20 hectare nhà. Đây nhà thấy đẳng cấp không đây? Đây mình đang ở trên đồi nhé cả nhà. Nguyên một quả đồi luôn này, rất là đẹp luôn này. À. À, mình thấy cái mô hình này làm cũng hay này. Đây, cái này là bên dạng như homestay cả nhà thấy không? Đó, rất thích hợp cho tụi trẻ cắm trại cả nhà nhé. Đấy, homestay mấy trăm căn này rất là đẹp luôn cả nhà thấy không? Đó. Đây xe này, xe được chắc hội đi cắm trại đây. Rất là đẹp luôn cả nhà thấy không? Đó. Đây mình ở Phan Thiết luôn nha, mình hôm nay lần đầu tiên bước chân vào trong cái khu vực chỗ Lô Va Vua nha cả nhà nhé. Thì hiện tại thấy mấy trăm căn homestay đây cả nhà thấy không này, rất là nhiều luôn. Cái này là view này, nhìn toàn bộ nó nhìn hết xuống ấy luôn cả nhà nhé, xuống công viên nước rồi cả nhà. Đây nhà từng dãy dãy một này cả nhà thấy không đó, rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà mình vào lễ tân hỏi xem là cái giá phòng ở đây thế nào nhé, rồi ăn uống làm sao thế này nhé. Mình nghĩ ở đây thì hợp lý là chỗ tắm biển này, rồi xuống tắm công viên nước rồi cả nhà. Sao anh tự hôm nay vào đây thấy chỗ này nó lộng lẫy thế không biết. Cái này view nhìn thấy công viên nước luôn đúng không em? Dạ, chỉ có những căn ở phía cái line đầu tiên thì mới nhìn thấy công viên nước thôi, còn ở phía sau này thì sẽ bị khuất. Dạ, là mình đứng ở đây cao mình nhìn xuống thì mình đấy, cả nhà mình có ai đặt phòng thì ghé đây nhé. Đây mình sẽ quay cái card cho chi tiết này. Cảm ơn em nhé. Dạ, là em cảm ơn anh, là em chào anh. Ở ngay chỗ khu Nova Vua, các bạn đi vào chỗ sâu đây khoảng tầm cỡ hơn 500 mét là thấy cái khu vực này cả nhà nhé. Hôm nay lần đầu tiên mình vào đây mình thấy rất là lộng lẫy luôn, thoải mái.
Đây mình quay toàn diện cả nhà thấy không? Rất là đẹp này. Đó. Phòng thì mới đây mình cũng hỏi sơ sơ được các bạn ạ. Phòng VIP nhất luôn là cho vừa, tức là Tết từ ngày mùng 2 Tết trở đi là giá 1,8 triệu đấy, còn bây giờ giá 1,4 triệu rồi nhá, bao ăn sáng luôn, xe điện miễn phí đi tắm biển nhá nhá. Rồi chào nhà nhá, mình kết thúc video rồi đây nha. Đấy mình đi mình cứ chưa review cho cả nhà xem nhé, bây giờ mình sẽ review cận cảnh cho cả nhà xem này. Thực tế hình ảnh là nhìn vậy thôi nhưng mà nhìn thực tế mình thấy rất là đẹp rồi nè. Đấy nha, bây giờ nhờ bạn này vô mở cho mình coi cái phòng này nhé, chi tiết luôn cả nhà nhé. View này thì mình nghĩ bao đẹp luôn rồi nè. View công viên cả nhà thấy không này. Bây giờ mời cả nhà mình vô coi nhé. Phòng giờ nó hơi nóng luôn nha. Ok em. Trưa nó hấp nắng luôn. Đây phòng này dành cho ba người đúng không? Dạ. Còn phòng hai người thì nó y chang vậy luôn, chỉ khác là không có cái giường kia. Ừ. Đây phòng này hai người, à ba người rồi nè. Máy lạnh đầy đủ rồi nhà nhé. Có vệ sinh luôn, đây nhìn thấy. Phòng này là dành cho hai người đúng không em? Như phòng này giá thường thì bao nhiêu? Phòng này giá ngày thường là 1,4 triệu, ngày cuối tuần là 1,540, còn ngày Tết là 1,8 triệu. Rồi. Giá này cũng thấy ổn đấy cả nhà. Dạ. Cực chiêu luôn, đẹp luôn này cả nhà. Đây thiết kế kiểu này thì các bạn nhìn hết công viên luôn này. Đây mình đang ở trong phòng nhé. Vệ sinh toilet đầy đủ cả nhà theo. Cực chill luôn, đúng hợp phong cách trẻ luôn này.